Thưa quý vị và các bạn, sau khi tham gia chương trình OCOP, sản phẩm nước mắm Làng Trài của hợp tác xã chế biến thủy hải sản Phú Hải, sản phẩm nước mắm Như Ý của hợp tác xã chế biến thủy sản Phú Thuận, huyện Phú Vang đã được khách hàng trong và ngoài tỉnh lựa chọn tin dùng. Điều này không chỉ mở ra cơ hội phát triển cho các làng nghề truyền thống mà còn góp phần hình thành chuỗi liên kết nghề cá, thúc đẩy cả hoạt động khai thác thủy sản trên biển. Làm nước mắm là một nghề truyền thống của cư dân vùng biển Đầm Phá ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bình quân mỗi xã ở vùng biển Đầm Phá của tỉnh có khoảng 10 cơ sở chế biến nước mắm. Trong khi nhiều nghề truyền thống đang gặp khó khăn, thì nghề làm nước mắm đang ngày càng tạo dựng được thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt là khi có nhiều sản phẩm nước mắm đạt tiêu chuẩn OCOP. Hợp tác xã chế biến thủy sản Phú Thuận hiện có khoảng 10 cơ sở làm nước mắm, trong đó nhiều cơ sở sản xuất có quy mô lớn đang hướng đến thị trường ngoài nước như nước mắm Ba Gái, Như Ý, Ba Sen. Mỗi năm, cả xã Phú Thuận sản xuất khoảng 140.000 lít nước mắm các loại. Riêng sản phẩm nước mắm Như Ý là sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây là cơ hội tốt để sản phẩm này mở rộng thị trường. Để xây dựng cái thương hiệu nước mắm Phú Thuận á, thì hợp tác xã là cố gắng vận dụng mọi nguồn lực về con người cũng như là cơ sở vật chất và vốn để đầu tư và phát triển nhà mát thương hiệu. Hợp tác xã cũng là đăng ký điểm mà cái OCOP 5 sao của tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện tại thì đã xong phần thủ tục. Có thể nói, nước mắm là đặc sản của nhiều địa phương ở vùng ven biển Đầm Phá, tỉnh Thừa Thiên Huế. Xã Phú Thuận nổi tiếng với nước mắm Ba Sen, Ba Gái, Như Ý. Xã Phú Hải nổi tiếng với nước mắm Làng Trài. Tại hợp tác xã thủy sản Phú Hải, nghề truyền thống làm nước mắm ngày càng khởi sắc là do cả cơ sở đã mạnh dạn đầu tư, mở rộng sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm, kết hợp với bí quyết gia truyền, áp dụng kỹ thuật mới và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, toàn hợp tác xã có khoảng 8 cơ sở chế biến với sản lượng hơn 1.000 lít. Khi mà được công nhận sản phẩm OCOP á, thì cái cơ hội kiểu như mình mở rộng thị trường vào siêu thị hoặc là những cái hình thức bán lẻ khác dễ dàng hơn. Nhiều khi trên được quyền cũng có. Đó, thì nhờ có cái thương hiệu OCOP này mình được chứng nhận thì nói chung là cái sản phẩm của các thành viên trong hợp tác xã khi mà mình tiến vào thị trường dễ dàng hơn và kiếm thêm cái gọi là thu nhập cho bà con. Phía hợp tác xã thủy sản đã được ủy ban nhân tỉnh công nhận là sản phẩm mỗi xã một sản phẩm OCOP 3 sao nhằm để mà quảng bá ra thị trường rộng lớn hơn. Thì riêng về phần hội nông dân xã chúng tôi cái nội dung này luôn luôn là quan tâm nhiều hơn nữa, làm thế nào đó để cái sản phẩm của bên phía hợp tác xã thì ngày một là quảng bá rộng hơn để đem lại cho đời sống cho hội viên nông dân chúng tôi ngày càng phát triển bền vững. Trên địa bàn toàn tỉnh hiện có khoảng hơn 400 cơ sở chế biến nước mắm, trong đó có 20 cơ sở đăng ký nhãn hiệu, 3 cơ sở đạt sản phẩm OCOP. Mỗi cơ sở sản xuất nước mắm bình quân giải quyết việc làm cho từ 4 đến 5 lao động. Như vậy, nghề truyền thống làm nước mắm đã giải quyết việc làm và mang lại nguồn thu nhập cho hơn 2.000 lao động nông thôn vùng ven biển Đầm Phá. Bên cạnh đó, nghề làm nước mắm còn góp phần làm tăng giá trị cho nghề nuôi trồng, khai thác thủy hải sản. Tuy nhiên, việc quy hoạch xây dựng các làng nghề làm nước mắm vẫn chưa được quan tâm. Tình hình dịch bệnh COVID-19 ít nhiều đã gây ảnh hưởng đến đầu ra sản phẩm của các làng nghề nước mắm. Nhiều lần cũng kiến nghị là cái chuyện chính quyền địa phương làm cũng hỗ trợ cho ít đất đá chiếm để hợp tác xã đặt trụ sở mới làm văn phòng đại diện, với lại là cũng làm chỗ mà để sản xuất cho hợp tác xã bên tiêu thụ từng bài sản phẩm á, mà đến nay cũng hợp tác xã cũng có nhiều khó khăn. Trong hợp tác xã là có 8 cơ sở nước mắm, mà trong bình quân là một tháng như vậy á, là mà bán ra thị trường là 1.000 lít. Cho nên vì do dịch bệnh Covid cho nên bà con thấy những điều kiện rất khó khăn. Còn nhờ sự quan tâm trên để vấn đề để giúp cho các để cơ sở chế biến hợp tác xã để vươn lên. Để nghề làm nước mắm ở Thừa Thiên Huế phát triển bền vững thì cần sự hỗ trợ về nguồn vốn để đầu tư mở rộng sản xuất và quảng bá sản phẩm,
tạo điều kiện cho việc liên kết trong sản xuất và xây dựng thương hiệu chung cho nghề làm nước mắm của tỉnh.